Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy với Hải Anh sẽ cùng chúng ta học tiếp một phần, đó là chia hai hỗn số. Ở video trước chúng ta đã học về nhân hai hỗn số rồi nhá. Rồi, vẫn phải bắt đầu hỏi lại xem bọn con có nhớ không. Đó là gì? Hỗn số A, B phần C. Mà đưa về phân số thì làm thế nào? A nhân C cộng B phần C. Rồi, bọn con có nhớ không? Nếu quên hãy ghi cái công thức này vào. A nhân C cộng B phần C. Đây là công thức để đưa phân số về hỗn số nha. Đưa phân số về biết sai cái gì ấy nhỉ? Nói lung tung quá. Đưa hỗn số. Đưa hỗn số về phân số. Rồi. Chứng minh thì bản chất nó là gì? Chứng minh công thức này thì bản chất là gì? Là dùng cách gì? Là A phần 1 cộng B phần C. Đúng rồi. Cái này nó là A cộng B phần C. Và viết là A phần 1 cộng B phần C. Sau đó quy đồng mẫu số chung là C. Đúng chưa? Thì đây chính là A nhân thêm C. Còn đây là B giữ nguyên. Nó mới vòng lên cái công thức này. Ok. Rồi. Chia hai hỗn số thì làm sao? Đúng rồi, cách làm đó là đưa hỗn số về phân số. Bọn con ghi cái này vào vở ấy. Coi như đây là mình đang tự học. Mình có một quyển vở để tự học thì mình ghi vào. Hôm nay học bài là chia hai hỗn số. Xong xuống dòng ghi là đưa hỗn số về phân số. Bước thứ hai là gì nhỉ? Chia hai phân số như bình thường. Rồi, thế Hải Anh có nhớ là chia hai phân số thì làm thế nào không? A phần B mà chia cho C phần D thì làm sao? Nào. Thì bằng A phần B nhân với D phần C. À, giữ nguyên phân số thứ nhất rồi nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. Nghịch đảo tức là mẫu thì cho lên tử, tử thì cho xuống mẫu. Rồi, nhân với D phần C. Thế nhưng mà nhân hai phân số thì làm sao? Đây nhân đây. Ôi trời ơi, vẫn còn buồn ngủ. Tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Được chưa nào? Rồi, ví dụ bọn con lại làm tương tự như video trước. Hãy chép đề vào vở, dừng hình lại, bấm nút cách pịch một phát. Sau đó làm đi. Làm xong rồi so kết quả với Hải Anh nha. 4 3 phần 4 chia cho 3 1 phần 2 bằng. Đó. Chép đề vào vở, tự làm, dừng hình lại, sau đó thì cho chạy tiếp, so kết quả với Hải Anh nha. Phần này bố mẹ có thể tự học với các con thì bố mẹ cũng bịa ra các câu như thế này. Còn nếu không thì bố mẹ có thể dùng tờ bài tập, dùng sách bài tập của các thầy cô. Để mẫu nào? Mẫu này. Em biết rồi đây. Tử. Con bảo xóa mẫu sao bố biết? Trên là tử, dưới là mẫu. Nào tiếp tục đi nào. Hả? Trên là tử, trời ơi, thôi đừng nói ra lộ ra các bạn cười cho. Làm đi. Cái gì đấy? Hải Anh sáng ngủ dậy làm lung tung. Cái này là 44 16 cộng 3 là 19, 19 phần 4 đúng không? Cái này 32 là 6 với 1 là 7 thì đây phải là dấu chia chứ, đề bài đang là dấu chia mà. Rồi, dấu chia. Ok, nhanh 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 nhanh. Chia cho 7/2 tức là nhân với 2/7. Rồi, nhân với 2/7. Nhân đi. Bọn con làm tiếp nha. 2/1/5 chia cho số rất là to luôn. 10/1/3. Đó. Chia cho một phần số rất to, hỗn số rất to luôn. Kết quả bên kia xem nào. 19/14. À, đấy là bạn đã rút gọn rồi đấy.
Đây. Thực ra ban đầu cái này nó ra là 38 phần 28. Xong rút gọn cho 2 thì còn 19 phần 14. Được chưa? Nha. Không rút gọn được thì thôi, là bình thường. 2 nhân 5 là 10, cộng 1 là 11. 10 nhân 3 là 30, cộng 1 là 31. Ok. Chia cho 31 phần 3, tức là nhân với nghịch đảo là 3 phần 31. Ui giời ơi. 51 là 5. 53 15. Thế sao ra 185 vậy, nhân kiểu gì ta? Đấy, bọn con thấy không? Tuy mình biết cách làm rồi nhá, mình làm gần đúng rồi nhá, mà đến cuối cùng vẫn sai. À, thế là đi thi chả có điểm đâu. Đây chỉ là 100 năm mình nhầm. Đó. Được chưa nào? Rồi, bọn con nhớ nhá, biết cách làm rồi là phải lấy số vở bài tập ra, lấy sách bài tập ra, lấy tờ phiếu, rồi làm cho nó thành thạo.